trai lớn bị tiêu chảy, chị Nguyễn Thị Nhung ở Hà Nội cũng không hề biết đến vai trò của kẽm trong điều trị. Cho cháu đi khám ở viện nhưng mà cũng không biết và không được dùng thêm hỗ trợ kẽm hay là cái gì. Dù chị đã loay hoay tìm đủ mọi cách mong con nhanh khỏi bệnh nhưng thời gian tiêu chảy vẫn kéo dài. Ví dụ như là xay nước cà rốt hoặc những...